giúp cho mình đấy. Xin người đồng bào, xin người đồng bào toa thuốc. Xin người đồng bào toa thuốc dán vô cái lưng. Tại vì anh thấy em với lại anh Lâm bị chấn thương, được khán giả thương. Cho nên anh lấy công thức cũ. Omomatic Comfort, xoay bay vết bẩn, lưu hương bền lâu. Giờ là đi đâu anh Giang ơi? Bây giờ chúng tôi đang trên xe, thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến. Chúng tôi đi đến địa điểm cuối cùng của hành trình mà mùa 1 này, đó chính là cột cờ Lũng Cú. Yeah. Nơi mà chúng ta đã bắt được tấm hình ở thành phố Hà Nội đó, nhớ không? Và chúng ta sẽ lên đó, chúng ta sẽ được gọi là tận mắt. Vì nhiều khi không phải ai trong cuộc đời cũng được đến đó đâu. Đâu phải ai cũng có cơ hội đâu. Yeah. Cực bắt luôn hả anh? Cực bắt. Mình là mình có cơ hội, thứ nhất là mình đi làm. Thứ hai là mình là nghệ sĩ, mình đi nhiều nơi. Chứ có những người cả một đời họ không ra khỏi tỉnh luôn. Cho nên mình có cơ hội thì mình sẽ lan tỏa được cái điều đó cho mọi người. Họ ở nhà họ xem, họ cũng thấy cái sự hùng vĩ không? Họ muốn trải nghiệm được qua màn ảnh. Ai đã từng tới đây này rồi à? Dạ chưa ai luôn rồi. Anh cũng vậy luôn. Ao ước được tới anh. Cho nên là nghiên cứu cũng sương sương. Nghiên cứu, nói nghe cho đây. Đó là cột cờ Lũng Cú là được nằm trên ngọn núi cao nhất. Cái núi đó tên là núi Rồng. Hay còn gọi là, với cái tên là Long Sơn. Hay quá. Hay là gọi là Dragon Hill. Nhưng mà em biết chắc chắn là mình sẽ phải leo rất là nhiều bậc, gần 900 bậc. Ủa, leo gì hả? Trời ơi. Không, phải đi bộ chứ. Dữ vậy. Chết cha, lưng tôi đang đau mọi người ơi. Đó, phải đi hình như là 893 bậc. Trời ơi. Hồi xíu mình ra, năm nay mình vác anh Giang lên. Thôi bỏ anh Giang đó, mình tham quan mình đi. Trời ơi, xong rồi mình quay clip cái mình xuống mình cho anh coi lại. Hay là thay mẹ Phượng đi, em thấy mẹ Phượng thấy mạnh trước, khỏe hơn. Lần trước rất là khỏe. Đúng, mình hãy thay mẹ già Trường Giang bằng mẹ của tôi. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị leo lên trên đỉnh núi cao nhất Hà Giang, nơi có cột cờ Lũng Cú. Và để được điều đó thực hiện được, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. Thì đang bị chấn thương, ai cũng có chấn thương người hết rồi. Nên giờ cần phải nghỉ ngơi để có cái sức để leo lên. Còn xuống thì không biết chúng tôi xuống cách nào đây. 5 minutes later. Quay cái lọng mèo, tôi mới ngủ dậy tôi chưa khởi động gì, tôi quay lọng mèo tôi lộn cái tôi cắn một đá, nó kêu cái rạc đau tới giờ luôn. Qua đó thấy được sự tàn bạo độc ác của biên tập nên cho lộn mèo mà trên sàn đá mà đá nhô hay đá phẳng nữa. Chứ sức tôi thì dữ lắm, dễ gì tôi ngã quỵ được, mà tôi chỉ đau cái lưng để đảm bảo cho việc lát nó leo được trên cột cờ thì tôi phải nằm như thế này để tôi có sức, chứ không là ngồi gồng trên ghế này lát nó bị đau nên không leo được. Vợ con đâu thấy cảnh này. Vậy mà hả, chút này anh có biết là một tháng nhà mình xài bao nhiêu tiền không? Em có biết là một show anh nằm bao nhiêu lần không? Một show anh chấn thương bao nhiêu lần em biết không? Vợ tôi phải gối đầu trên bánh xe nè. Vợ tôi đang gối trên một cái gối bông, còn tôi gối đầu lên bánh xe. Máy lạnh, cơm mưng nước rót ở nhà. Vợ con đâu thấy cảnh này. Má anh của em cũng đang rất là xót thương. Má anh của em cũng đang nấu mắm đợi em về. Mắm chưng. Để cho em ăn tích nước chơi. Má nấu mắm ngon lắm. Chùa cô anh. Mắm cô anh. Đề nhất mắm.
Vợ đang nấu nước sôi nha. Trùng anh chứ đâu biết nấu gì chứ. Ủa mình xả xuống đây chứ hả người anh? Ui thấy có gì ngon quá người anh ơi. Hiếu giúp giúp anh. Hiếu giúp anh đấy. Xin người đồng bào, xin người đồng bào toa thuốc. Xin người đồng bào toa thuốc dán vô cái lưng. Toa thuốc sáng mình diễn được không? Hai sáng diễn miếng thuốc thang thang vậy. Dán chai anh bị rồi chai. Anh mê lắm, anh mê bệnh viện. Sơn đông mây vỏ đồ. Cái đợt đầu, cái đợt kia là bị ngộ độc là do là Lâm diễn cái nét gì bác sĩ phẫu thuật nè. Tuấn ơi, giờ còn bật nữa anh ơi. Chết cha dơ đồ rồi nè. Không. Phủ quay đi ạ. Phủ cũng sức chống nhục. Có chỗ nào dơ phủ cho bạn Hiếu. Quá nhục nhã rồi. Ôi chết cha, sợ. Có thể mở cửa cho em xuống được đeo lưu bà con không? Đang sợ thử có gì xuống cả. Mở cửa cho anh xuống quay vlog coi hôm nay cơm nào xuống rồi. Cái nón tôi đâu rồi? Đây nè, nó ngồi đây đây nè. Ai cắp nón tôi? Hiếu. Bắt kiến anh Giang à. Giãn gương giãn cốt anh em ơi. Đi xuống dưới đi. Xuống dưới hít thở đi. Một chế độ tươi, để tươi mới mỗi ngày. Đây là mẹ già Trường Giang. Con đâu thấy cảnh này. Có ai kêu lộn đâu. Ôi bảy mấy lần nó nhỏ cái ghế như vậy. Đường đẹp lúc nào cũng mắc cấp hết trơn á. Ôi vé mặt ủ sầu của nhà bánh kem. Sao buồn ở đâu em? Cố lên. Anh cứu nhưng mà không cứu bằng em đâu, em đứng đó cười. Không, em không có đau anh ơi. Không, rít ra rít cứng đi em. Sức khỏe ok à. Chạy em mấy cái rồi à. Nó giãn ra hết rồi à. Xong cô giống. Cột cờ rất cao và lưng đang rất đau. Cắp treo mà. Tôi nghĩ ông anh tôi thì cho mà tôi cắp treo quá. Sau khi nằm ở dưới sàn thì nó cũng không có tiến triển gì mấy. Buồn đó anh. Nó gì đây? Wow. Tôi nghĩ là anh giả bộ chấn thương thôi. Để lấy lòng thương hại của khán giả thôi. Cái này... mắt gì lộn mèo mà đau. Cái này ngang, không, nó cấn cái video, nó cấn cục đá gì dưới á. Tôi không tin anh lộn mèo lại đi. Nhiều khi lộn lại cái là nó chấn vô lại mà. Rồi tới nơi rồi anh em ơi. Yeah, wow. Trời luôn. Đừng có vội vui. Bọc đang hiểu vậy. Anh đang đau lưng mà chúng ta phải leo lên đó. Chứ còn không đau lưng thì không sao. Cao ngang ngửa hang múa hôm bữa nha. Yeah. Hang múa là gần ngàn. Rồi. Ở đây cũng vậy thôi. Bên đây 893 bậc. Wow. Wow. Yeah. Hôm bữa không đau lưng anh Giang đi không nổi rồi. Cái lưng đang đau rất đau luôn á. Bây giờ sao đây anh ở đây đi. Sao em lên để em quay clip lại xong em gửi xuống cho anh. Gọi video cho không? Được không? Ở đây đi. Về game bốc thăm nha. Ai bốc được mùa 2 chưa có mặt. Không, trước khi mình lên á, bọn sát đầu tiên mình sẽ bốc thăm. Mình thành chia thành 3 cặp. Thăm thua sẽ cổng thăm trắng. Đi bộ mình chưa đủ chết. Lên tới cột cờ thấy 6 anh em khác đang đứng. Lên tới cột cờ thấy 6 anh em khác đang đứng. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong hết nhiệm kỳ. Hết nhiệm kỳ. Và chúng tôi đảm nhiệm mùa 2. Cảm ơn các bạn. Bây giờ em sẽ mời từng nghệ sĩ của mình sẽ bước xuống xe. Rồi, đầu tiên em xin mời Huy ạ. Ủa? Cửa, open the door please, thank trời you. Trời ơi, tiếng Anh quá dữ. Lại leo à.
chứ có làm gì đây nè, mời từng người chia chia rẽ anh em mình đó để mùa hai coi bớt người a à, người đầu tiên xuống là không mời nữa nè. Người đầu người cuối, người đầu người cuối, vậy đi ha, vậy đi ha, người đầu cuối vậy để coi ai là cuối nha. Chết chúng ta chờ xem ai là người cuối cùng bước xuống khỏi chiếc xe này trong sáu người dàn cát. Sáu người dàn cát này mà ai là người bước đầu tiên và cuối cùng là mùa hai không cho chơi nữa. Sao tôi có linh tính lại rít vang quá ta. Muốn ngang đi. Em nghĩ những người mà hay chấn thương đó, đâu những người đâu mà hay lấy lòng thương hại của khán giả. Cái đó không bạn ủa Lâm hả? Đi ăn đồ. Tại vì anh thấy em với lại anh Lâm bị chấn thương được khán giả thương. Cho nên anh lấy công thức cũ. Anh tranh thủ. Đúng. Không có công thức nào mà chấn thương kiểu này để không đi làm những show khác được hết trơn á. Bị đổi đó. Đang là tiền lương á. Đây tiền lương của em mùa nay. Thôi em về đi. Em chơi không vui. Thôi ơi. MC thì lắp bắp. Ừ. Thì trở về bán cà phê đi. Thử thách của các bạn có tên gọi là lựa chọn hiểu nhau. Chúng tôi chỉ có 3 vé đi xe điện lên cột cờ. Nếu chỉ có đúng 3 người trong số các bạn chọn đi xe điện thì tất cả sẽ được đi xe điện. Nếu có trên 3 người hoặc chưa tới 3 người thì tất cả sẽ cùng đi bộ. Huy là người muốn đi bộ. Còn Tuấn chọn đi xe điện. Đó thì em nghĩ là em, Hiếu và anh Huy sẽ chọn là đi bộ. Còn 3 người còn lại là sẽ đi xe điện. Tôi chưa đi rồi. Nếu mà không tin vậy thì anh sẽ đi xe điện. Anh Huy cũng đang đau chắc cũng đi xe điện. Anh Thuyết, nếu vậy thì em nghĩ là em sẽ chọn đi bộ. Khả năng là Huy để thời gian đi xe điện này. Trên 3 người trong đó đang chọn là tự gian đi xe điện. Vậy bạn sẽ chọn đi xe điện? Đúng vậy. Tại vì các em đã chọn cho mình rồi thì mình không thể chối từ các em đó được, mình chọn luôn. Chỉ có 2 người chọn đi xe điện, đồng nghĩa với việc các bạn đã thất bại trong thử thách cuối cùng này. Nên tất cả các bạn phải đi bộ lên cột cờ cứu. Trời ơi. Thôi đi đi bạn. Dạ đây ạ. Có nước không? Không nước, không nôi gì hả? Ủa sao không trang bị gì ta? Ủa mình phải... Đây.